Em hôm nay có vài món luôn bán với hình thức chuyển khoản anh em, giá đã bao gồm phí ship à, thì anh em nào thấy món nào phù hợp thì chốt, tính mình thích nhanh gọn lẹ ha. Phù hợp công việc thì cứ chốt anh em. Có nhiều anh em cũng quan tâm hỏi mình bán gì, anh em đó chắc cũng quan tâm thôi, cũng có ý gì hỏi mình bán đủ sống không, thì thấy nó bán gì mà đủ đủ vậy anh em, chỉ đủ đủ sống ngày một bữa buổi sáng được, còn ăn ngày ba bữa là quặn thiếu luôn chứ đủ gì. Đầu tiên mã số 1 cặp mỏ hàng, cái này mình cắt dây mình lấy rồi, cái này mình xài nó cái này gắn dimmer, còn không phải xài cục chỉnh nhiệt nó hơi nóng quá, mình lấy mấy này vẫn xài bình thường thôi, nhưng mà mình lấy mình dùi để dùi mấy cái nhựa rồi á, cây này coi như bỏ dùi nhựa đây tặng kèm ha, còn xài được nha anh em, điện 100V. Cái này mình bán 250, mỏ hàng Hosan 100V 100W đó, dây chống cháy zin, nhưng mà nó này rồi cán gỗ này đời cũng khá cổ rồi, nó có lão quá theo thời gian, nhưng mà nhìn qua đồ sơn đồ đẹp, cái này thì nó quăng quầy bãi nó xài nó sẽ ố vậy thôi, nhưng mà chắc nó còn ok ha. Mũi zin nè, là mình sẽ test nóng cho anh em. Tất nhiên là về là mình đã đo rồi, anh em về về kiểm tra lại dây nữa, mình bán cặp như là 250 nè, cái này mình cắt dây 100W nha, 100W Nhật khá nóng á, xài đồ lớn lớn, đồ nhỏ mình đừng đúc mấy cái mỏ hàng lớn vô nó hư luôn cái mạch của mình. Anh em thích mũi tròn thì có mũi tròn 8 ly dễ thay thế, 8 ly 100W nha. Cái này là cái sơn zin nó vậy luôn anh, không phải mình sơn lại đâu nha, cặp 250 bao ship. Bán cái này tặng cái này còn xài được, nhưng mà chế dimmer sẽ xài hiệu quả hơn. Đó, mũi này 6 ly cũng dễ thay. Mã số 2 bán số đồ ở nhà, một cây kéo này xài gia đình đó, kéo cắt dải thép không rỉ, mấy anh sao băng ha, nhỏ 2 tấc 2 à. Thép không rỉ mỏng, một cái kéo da băng luôn đẹp á, cái này muốn cắt tóc hay là cắt để cắt thuốc đồ nhỏ nhỏ cũng được ha, ngắn đẹp da băng, một cái cắt móng tay cũng nhật luôn, gió rong đưa điện thoại, còn cái cây này dùng cho trong xào nấu gì đo nồng độ muối hay gì mình không biết, anh em nghiên cứu, còn lên đèn luôn, mới gắn cho nó 4 bộ pin nè, nó lên nè, lên nguồn thôi nha, nó là ohm ron HS100 này, mã đây muốn sạch gì sạch, mà nhiều khi anh em sạch thì người ta mua mất rồi. 250 mã số 2 cắm luôn món hàng hơi ồn, mình mở quạt hút khói anh em ồn, bây giờ do nó hôi á, phải mở quạt luôn, tại vì món hàng ngoài bãi về á nó quăng ngoài đó là nó mưa gió ẩm rồi nhiều cái chất nó nằm trong đó thôi. Mã số 3 một cái cần tiếp tôn đẹp long lanh luôn, có thêm luôn đó giờ đấy. Phần tiếp 1 phần 2 có cái đầu tiếp dính theo, đầu tiếp màu đen dày, đầu đẹp nha. Cái này đóng chất bãi nó vậy thôi hả, bi nghĩ là nghe mình thích này, anh em đồ cơ khí mình mua Đài Loan mình xài thấy chán rồi mình lấy mình chia lại anh em thôi, nhưng mua chung đồ nhiều khi mới lời được ly cà phê, còn không thì không có lời đâu, nhưng mà thấy đẹp vẫn lấy, không mua có thể đó mình để vài chục cây luôn chơi đi. Nói vậy không phải là bán mà không cần bán ha, mình phân tích cái giá trị cho anh em thấy không đó, được thì mua xài đó, nó xứng đáng để mình xài, không có gì hết đó. Đó, bắt đầu nó chảy rồi, mình phải xi lớp chì vậy nè, phải phủ lớp chì lên là nó mới bắt này nè, tại vì nó bị bám dơ ngoài bãi hôm đó, bắt đầu bắt từ từ rồi. Anh em xài vậy nha, cái mũi hàng nào mà để xài trong nhựa là anh em phải xài cái mũi riêng nha, nó đang dính chì ngon mà anh em lấy để dùi nhựa hay là cái gì là nó không có bắt chì ngon đâu, này đồng còn zin chưa mòn luôn á,
để chút xíu nữa mình sẽ xi nó lại, anh em về xử lý xi nó đã ok hơn. Mã số 3 rồi ha, mã số 4 rồi nè, bán lại cái này 250, cái này không thương hiệu mình tặng luôn ha, mà nó hơi nặng nặng nữa nè. Rồi về mình sẽ khá cái khía để mình xài chung với máy bắn vít, như cũng còn quay được, còn quay á, không thương hiệu. Còn cái này của inox của Nhật, để leo, cái này để leo trèo nha, inox là nó có khóa nè, nó cho để mình leo á, rồi mình bán chung với cái đồ này thôi, 250. Mã số 4, 250. Cái này luôn, cái đồ leo rất là cổ nè, 1897 này, bằng nhôm. Hồi bữa chắc mình chưa review kỹ á, nên anh em không có quan tâm lắm, và giá nó cũng khá là đắt chứ không rẻ đâu. Mình bán này, mình bán coi như là thanh lý luôn đi, bình thường 250 không mua được cái móc gì đâu, để đeo dây an toàn này bắt vô cái xà gồ hay là cái gì á, những cái thắt sắt chữ U á, những cái cột rồi anh em. Hồi xưa tay trèo á, hồi xưa chắc nó xài sắt nó nhiều á, nên là nó xài cái này, cái hệ này, cái mặt nó bám rất là tốt nha, rất là tốt. Xếp lại là nó giống như cái cảo rồi, nó kẹp chính vô. Rồi 250 mã số 4. Mã nào bán rồi mình ghi trước tiêu đề, anh em hỏi nhiều khi mình không trả lời hết thì thông cảm. Có khi mã bán rồi mình lướt qua tin nhắn á, cái nó trôi mất. Bây giờ phải xi lại nó cũng hơi khó, tại vì nó bị bám một cái lớp dơ ngoài vải á, cái mũi nào nó còn trắng trắng rồi thôi, mà nó không còn trắng là xi nó hơi khó nè. Xi nó bắt đầu mới bắt chỗ này à, hao chì xì quá, mình bán vậy đó. Đây để rảnh rảnh mình làm, chứ làm này nó hơi hao cái chì đó mình để mình xài với nó không có, nó không chì với nó đỡ độc hơn là mấy cái có chì. Cái 250 cặp luôn nha, bao ship luôn thì cũng không còn nhiều đâu, nên là anh em có nhu cầu xài đồ lớn lớn vừa vừa thì xài cái này, như hàng cái mạch pin trở lên là cũng, mà cái dây tải á là ok rồi đó. Còn cái bự này để hàng cọc bình. Số 5 bán số đồ luôn, đồ cơ khí, một cái kìm top 250 anh em. Máy này 250 nha, 250 nè, 250 đó. Những cái mã cùng tiện nhau thì anh em nhắn cái số đi trong nội dung chuyển khoản, để số điện thoại cho mình nha, mình gọi lộn nè. Tìm top đẹp chưa xài, có dít dẹp này nè, dít dẹp lớn này để mở mấy cái nút của mâm lửa đầu xe Honda đó anh em, nó đỡ hơn được không. Với lại cái đồ đồ áp này quên chưa test nữa, mấy anh ra băng mà thường cái này cũng ok lắm, rất hư tặng kèm thôi. Chứ là đây là ba cái dũa hôm cưa đẹp nha, thấy vậy nó đen chứ không gì đâu. Cái này của thị sĩ, cái này nó dính chữ ra đọc không được. Cái này của gì đây, Whitmet luôn này, chắc có ba cây của thị sĩ tải nằm ở đây. Hai 250 nó là hiệu này, đây thông số của nó đây. Mã số 5 250. Số 6 cái kéo nó đẹp, nhỏ nha, size này nhỏ thôi nhưng mà nó đẹp, mình bán 290. Cũng không phải là đẹp mà dạo này nó bán, người ta bán mắc quá, mình bán đại vậy đi. Anh em nào có nhu cầu đấy. Tắt 8 à. Nó tại nó nhiều chữ quá, chắc nhiều chữ bán mắc hơn mấy chục ngàn. Chữ quá trời. Bên đây có chữ nữa, thường một chữ thì bán 250 ha. Thì nó có hai bên, hai bên chữ bán 290 đi. Nó vui vậy thôi anh em. Chưa có mài thấy cũng còn được á. Nó mẻ rổ rồi anh em về canh lại theo cái việc mình xài ha. Chơi bonsai rồi. Chơi bonsai được. Số 7.
Ủa nãy giờ cắm quên bật công tắc. Như không. Số 7 một cái mỏ hàng. Mỏ hàng này mới hàng cọc bình nè. Bình nhỏ 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 như bình xem ra rồi chắc được á. 3 phân. Có 250W à, của Nhật mà nó bự ghê. Xua có công tắc luôn. Mình thay sợi dây chống cháy, anh em nhìn nó cũ nè, trong nè, đồng rồi, không? Người ta làm chuẩn rồi. Bắt ốc lên đây luôn. Không có cái chốt tán lại nè. Lúc mình canh ngay lỗ mình tán lại. Test cho anh em. 300 nha, 300 bao ship. Hàng số 7, 300. Số 8, cái cảo 400 em, cảo sên. Ha, ngoài hình là dính bám chất bụi bãi, thế này gan đúc, cái này nó đúc bằng kho nguyên khối mình không biết gì, bằng gì mình nói đại đúc nha. Nó đúc còn đây là thép, không? Dặn nhẹ nhàng á, chưa xịt RB7 luôn nè, răng ok, cốt cái đầu còn đẹp luôn, còn nguyên cái chấm con nè, đó, mũi nó không có tà ha. Nhưng mà này nó xài sên dắt mô tô quá, sên này nó là đây, cốt này nó 4 ly rưỡi, cốt là 4 ly rưỡi, cái ti này nè, 4 ly rưỡi. Và cho anh em tham khảo phù hợp với sên của mình thì mình mua. Rộng là 29 ly á. Con này nặng nha, chắc hơn 1 ký. To lắm, dày lắm. Nó không có mà là phải lò mỏng mỏng đâu. Anh em nhìn cái thân nó nè. Sắt mà nó dày 2 phân ha. Ở đây cái chỗ chịu lực nó dày nè. 4 phân rưỡi nè, từ đây xuống đây nè. Đấy, 2 lần nè. Quên mở công tắc không à. Đo đi anh em. Quên chưa mở, nãy giờ tắt công tắc này không à. Mình lấy mình đồng hồ mình đo đi, mình trước khi về là mình đã có test rồi chứ, thường là phải test trước ha. Đây ha. Nè, nãy giờ mình tắt công tắc là nó mới lên nè. Mở công tắc lên nè. Okay. Rồi 330 ship. Thì cái này mình bán theo nhu cầu, có nhiều cái nó rẻ nữa, anh em không có nhu cầu dùng thì anh em cũng không mua đâu, nên là mình chỉ bán cho những người, một là anh em mua đồ để xài, hai là trải nghiệm, có một số người anh em thích để trải nghiệm, thích xài đồ Nhật, hoặc là ví dụ lâu lâu mình có xài thì mình mua đó. Có những món đồ dù rẻ thì không cần thì anh em cũng không mua đó, nên quan trọng là mình cần và thấy hữu dụng đó, mình mua mình xài nó lấy lại công một hai việc gì đó, nó sẽ lấy lại cái số tiền đó để thu hồi được cái vốn thì mình mua. Còn nếu mà không có xài thôi khỏi, mua để chặt nhà. Số 9 là cái xác máy hư nữa, quên cái xác máy này 10.8 này nó hư motor rồi nè, nhông đồ thấy còn đầy đủ công tắc nè, còn hoạt động luôn, có luôn cái vỏ pin luôn. Bán 300 bao ship. Chứ trong đây có một mớ mấy cái chân của cái máy 10.8 nè. Này đồ cũ lục ra, lục hành bán. Cái này lâu lắm rồi. Trong đây mấy công tắc bể đồ khui ra, anh em lấy đi ót lấy mạch gì á của 10.8 hết nha. Lấy mấy cái mạch này nè. Lấy thì lấy một cái nè. Một cái bể, hai cái bể nè. Ở trong bịch này một cái nữa là ba cái nha, ba cái bể. Đó, bán 300.
công tắc này còn sống nha anh em, đừng cấp về người cực hư nha, sống nè. Cái máy này nó chỉ hư cái motor, còn cái này là cái pin nó chỉ hư rồi, còn pin trong đó luôn, còn cái cell trong đó luôn, rồi bán cái vỏ pin thôi. 300 mà số 9.